Xin chào anh chị Chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin nhận định thị trường hàng ngày của kênh nhà đầu tư tài chính tự do Thị trường ngày hôm nay tiếp tục một phiên giảm điểm mạnh tiếp nối phiên giảm điểm vào cuối tuần rồi Diễn biến ở trong phiên vẫn có tăng giảm đen xen Tuy nhiên rõ ràng ở duy trì trong cả một phiên thì thị trường đều duy trì ở sắc đỏ Một số những nhóm ngành vẫn có sự phân hóa như là chứng khoán Khi anh chị thấy được là có 101 mã tăng à, so với lại 282 mã giảm thì cái điều mà chúng ta cần chú ý ở trong thị trường ngày hôm nay là gì? Mặc dù là lực bán lớn nhưng mà nhiều cổ phiếu vẫn duy trì được cái mức giá tương đối và khối lượng đã giảm đi nhiều à, so với phiên giảm điểm trước đó rồi. Chỉ có một điều là thị trường đã đóng cửa mức là 1298,86 điểm. Nó đã thủng qua cái vùng hỗ trợ tâm lý, cái ngưỡng tâm lý mà người ta kỳ vọng đó chính là một 300 điểm. À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc tách à, cùng đi vào đánh giá thị trường à, để từ đó giúp anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường à, để có thể là view à, đánh giá cho danh mục của mình để có thể đầu tư tốt hơn, à, đưa ra một số những cái hành động phù hợp. À, cho giai đoạn tới những chị nào đang cầm tiền, à, những chị nào đang cầm cổ phiếu để mình có thể có cách xử lý tốt nhất. Tất nhiên lúc nào cũng vậy thị trường sẽ có tăng sẽ có giảm nhưng quan trọng là tâm lý và quan trọng là những cách mà chúng ta xử lý hành động để làm sao tối ưu hóa nó nhất thôi. À, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị nào xem video à, thấy hay có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký á. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em có để phần thông tin liên hệ nếu chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong đúng khách hàng thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là kết bạn Zalo với trợ lý của em để được hỗ trợ ha em cảm ơn chị rất là nhiều thì đầu tiên chắc em sẽ nói về thị trường trước thì thị trường ngay lập tức đã mở gáp giảm đầu phiên nó giảm không quá mạnh một phần có thể là được hưởng lợi bởi câu chuyện là tối ngày hôm qua Dow Jones tối ngày hôm thứ sáu chứng khoán Mỹ và Dow Jones duy trì cái sắc xanh khá là tốt cũng như là đầu phiên sáng ngày hôm nay thì Dow Jones nó vẫn xanh và kể cả chứng khoán thế giới đi ở châu âu hay là ở châu á như Nikkei này hiện tại vẫn xanh hơn một phần đó là một cái tín hiệu tốt và đó là một cái động lực giúp cho thị trường ngày hôm nay không bị bán tháo bên cạnh đó thì trong thời gian qua hai cái tuần nghỉ hai cái ngày nghỉ cuối tuần thì nhà đầu tư người ta cũng đã có thời gian à, nên cái tâm lý người ta đã gì đã phần nào giảm bớt đi rồi à, nhưng mà rõ ràng có thể nói được là chúng ta phải hiểu được bản chất về cung cầu à, cái phiên thứ sáu vừa rồi là cáp lực bán là cực kỳ lớn đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận và khi cáp lực bán là lớn như vậy thì chúng ta phải đặt ra ngay một câu hỏi thời điểm trước đó khi mà em kỳ vọng ở đó là gì thị trường chúng ta sẽ có một cái thời điểm sai quay từ 1.340 à, lên 1 370 điểm nhưng mà sau cái phiên thứ sáu rồi khi anh chỉ thấy được là nó đi lệch với những cái kỳ vọng của mình à, thì ngay lập tức mình sẽ có những sự điều chỉnh và những sự điều chỉnh của mình nó đến từ những cái móc chặn lại trước đó hay là sự điều chỉnh của mình đến từ cái cách mà chúng ta sẽ gì à, sẽ xem xét thị trường khi nào à, chúng ta cover hay là khi nào chúng ta mua mới cổ phiếu à, khi nào chúng ta nên bán cổ phiếu nó sẽ có sự điều chỉnh trở lại à, tất nhiên khi mà tham gia thị trường một điều mà anh chị rất là dễ mắc phải đó chính là anh chị cố gắng đoán thị trường ngày hôm nay có thể rất nhiều anh chị đoán là thị trường về lại một kinh 300 điểm bật lên ngày hôm nay có thể là nhiều anh chị đoán là thị trường nó về là một kinh 310 điểm bật lên hay là một kinh 280 điểm hay là một kinh 200 một kinh 250 điểm đó là những cái mốc mà tâm lý của anh chị vô hình chung là anh chị sẽ đặt ra những cái rào cản cho mình khi mà chúng ta ra quyết định nên về cơ bản cá nhân em thì em luôn là một người sẽ dựa vào cái hành động ngày hôm đó của thị trường để chúng ta ra kế hoạch cho ngày hôm sau chúng ta nên làm gì bởi vì em luôn luôn tin tưởng thị trường nó nói cho em những cái điều mà nó đang muốn và nó đang thể hiện ra. Thì đó là cái phiên thứ sáu vừa rồi, rồi cho thấy cáp lực cung là cực kỳ lớn. Và chúng ta đánh giá qua các cái mã cổ phiếu từ các nhóm ngành ví dụ như ngân hàng, à, ví dụ như thép thì nó bị ảnh hưởng tương đối và hầu như thôi. Thực tế khi thị trường giảm thì 3/4 cổ phiếu đều bị ảnh hưởng bởi thị trường chung. Đó là cái chúng ta phải xác định rồi. Thì ngày hôm nay có một điều là nó diễn nó về đúng cái vùng 1.300 điểm cho anh chị luôn. Đây. Thị trường cái nhịp giảm thứ cái nhịp giảm thứ sau này Dịp giảm sâu là nhịp thứ hai này thì nó về là cái nhịp này thì ngày hôm trước em có nói với anh chị á, là trong bất cứ cái nhịp giảm nào điều chỉnh nào của thị trường thì luôn luôn sẽ có hai nhịp nên chị nào nhớ tối thiểu là hai nhịp nha trong một cái nhịp giảm á, lúc nào cũng sẽ có hai nhịp hết bởi vì về đơn giản chị hiểu về bản chất cung cầu tức là gì là bây giờ khi mà thị trường giảm đúng không lúc đó là cung đang lớn cầu thì tới một thời điểm ở đó thì thị trường nó sẽ rơi vào một cái trạng thái em gọi là trạng thái quá mua và quá bán thì khi mà thị trường rơi trạng thái quá bán thì nó cho thấy được là số người muốn bán thì đa phần đã bán hết rồi thì bây giờ sẽ là câu chuyện về cầu tức là cung đã được giải quyết có thể là cung bắt đầu giảm dần đi rồi mà câu chuyện ở đây là cầu quan trọng là cầu có tham gia cho lại bắt hay không cầu có tham gia mua vào hay không có chấp nhận mua vùng giá cao hơn hay không thì đó là anh chị thấy được ngày hôm nay thì cái lượng cầu nó không quá quyết liệt biểu hiện là qua khối lượng à, lượng cầu là không quá lớn à, và một cái chúng ta cần biết là gì đây cái lượng cầu ăn lên thì thấy là gì nó không chấp nhận ăn lên vùng giá cao và cáp được bán xuống là vẫn còn rất lớn rồi như cái giai đoạn này thì chúng ta cần chú ý đây anh chị thấy được thì cái mà chúng ta cần quan tâm là gì là cái nhịp test lại cầu đó tức là thường đó nha sau một cái nhịp rơi xuống thì nó sẽ có một cái nhịp vòng lên một cái nhịp hồi nhẹ lên thì cái nhịp hồi nó lên để làm gì nó giống như giai đoạn ở đây thôi ví dụ nè những nhịp này nè nó rơi thì trạng thái là gì quá nhiều người bán đi khối lượng quá cao đi thì nó sẽ có cái nhịp hồi lên đúng không thì nhịp hồi lên để làm gì để kiểm tra xem là cầu có mua hay không thì lên đây cầu đứng lại này cầu không mua vào nữa này thì lại rơi tiếp rơi tiếp để làm gì để tìm kiếm cầu lúc đặt như vậy thôi cung giá cao tại sao lại giảm thì không có cầu giá cao thì lại đi tìm cầu giá thấp thị trường tìm lại vùng cầu thấp hơn và khi tìm tới cái vùng cầu mà ở đó người ta không chấp nhận mua thì lại tiếp tục tìm tới vùng thấp hơn nữa thị trường là nó sẽ vận động theo cung cầu và khi nào mà là gì à, có lượng cầu chấp nhận ăn vào lượng cầu chấp nhận mua vào thì nó sẽ hình thành cái vùng mà em gọi là vùng cân bằng là ở điểm đó là cung gần như bằng cầu nó đang hấp thụ là cái lượng cầu à, thì khi đó cái điểm đó chính là cái điểm mà chúng ta cần chú ý ở giai đoạn sau đó của thị trường à những cái đỏ đây thôi nè nó cũng sẽ có nhịp buôn lên khi mà thị trường rơi vào trạng thái được gọi là là quả bán đấy anh chị thấy được nó sẽ luôn luôn có nhịp buôn lên thế này để kiểm tra lại cầu về đơn giản thì thị trường hiện tại cá nhân đánh giá thì nó cũng đang trong một cái trạng thái có thể được xem là quá bán thì tất nhiên là giai đoạn này để nói cho bắt ở cái nhịp một nè điều kiện cần thôi tức là bây giờ vẫn chưa có cái nhịp gọi là nhịp phục hồi lên đúng không vẫn chưa có yếu tố là cầu và đỡ giá đúng không ngày hôm nay đóng cửa vào thấp nhất ngay thì vẫn chưa có yếu tố cầu đỏ giá thì về cơ bản khi mà chị muốn bắt cổ phiếu ấy, hay là chị muốn mua nước sống trái điên ở đây ấy, thì về câu chuyện là chúng ta thấy được là nó gì nó chưa có cái điều kiện đó ấy và ít nhất là nó phải có cái nhịp hồi lên sau đó một cái nhịp test lại lần nữa để anh chị đánh giá xem là à thị trường nó có thực sự là gì là ổn hay không còn về câu chuyện ở đây có thể là nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái việc là dịch bệnh kéo dài bởi vì khi dịch bệnh kéo dài á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì cái kỳ vọng của nhà nhà đầu tư em nói ví dụ trước đó anh chị kỳ vọng là ban năm nay lại bao như đây phần trăm Đấy, nhưng mà bây giờ bỗng nhiên dịch kéo dài thì có thể là gì banh bị ảnh hưởng nhiều bởi câu chuyện về nợ xấu bị ảnh hưởng nhiều bởi câu chuyện về tăng trưởng tín dụng là cái rào cản của nó khi mà các thành phố lớn nó bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hay là các doanh nghiệp phải sản xuất kinh doanh à, tại sao ngày hôm nay chứng khoán lại vẫn tăng được tại sao ngày hôm nay một số cổ phiếu khác ví dụ như phân bón thì vẫn có thể tăng được à, hay là một số cổ phiếu như là cảng biển thì vẫn có thể tăng được nhóm đó là những nhóm mà được hưởng lợi mang tính chu kỳ ví dụ là về giá à, đã hưởng lợi về giá phân bón di động vừa đầu tăng do nhu cầu của thế giới tăng lên hay là gì chứng khoán thì được hưởng lợi là vì sao à, anh chị thấy được vì mặc dù là giãn cách nhưng mà các công ty đó gì anh vẫn có thể hoạt động được à, các công ty chứng khoán vẫn được hưởng lợi với thanh khoản thị trường vẫn ở mức rất cao à đó là câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy được và chúng ta gì nên forward cái đó tức là chúng ta phải xem xem là dịch bệnh tác động như thế nào tới doanh nghiệp của anh chị và cái mức giá hiện tại nó có thật sự là chiết khấu đủ hấp dẫn chưa để anh chị cân nhắc tới câu chuyện là giải ngân à, còn cả nhà em đánh giá thì những ngân hàng em lấy ví dụ như ngân hàng như Techcom những ngân hàng như ACB, những doanh nghiệp như Hòa Phát đi đó là những doanh nghiệp rất tốt nên tại cơ bản rất ổn định À, nhưng mà trong ngắn hạn khi mà nhà đầu tư người ta đánh giá thấp cái nhóm đó khi mà nhà đầu tư người ta gì người ta hạ cái hy vọng như đó xuống thì tự nhiên cái giá sẽ chiết khấu xuống thôi à, như câu chuyện ở đây là chị biết được là mình thứ nhất là cái vai trò của mình khi tham gia thị trường mình là nhà đầu cơ hay là nhà đầu tư à, nếu mà xác định là một nhà đầu cơ thì các vị thế ngắn hạn của mình phải được đảm bảo tuyệt đối về câu chuyện là gì bảo toàn lợi nhuận trước cái đã bằng cái móc chặn lại bảo toàn vốn cái đã bằng cái móc stop loss đó là câu chuyện về nhà đầu cơ nếu chị xác định mình là một nhà đầu tư thì phải xem xem là cái giá trị cái thị giá mình mua nó có thực sự là rẻ hơn giá trị và nếu bây giờ nó rẻ hơn thì khi mà giá cổ phiếu giảm thì ở đôi khi anh chị đã thấy gì à, lại thấy tốt à, nên cá nhân đánh giá thì ở trên thị trường nó sẽ có người mua và người bán à, đôi khi anh chị thấy là tự doanh ngày sao tại sao là ngày hôm trước lại mua ngày hôm nay vẫn giảm nè nhưng mà tại sao họ lại mua vì đối với họ đó là rẻ và họ chết điên tức là họ không phải là gì à, tức là họ có thể chắc điên rất là ngắn ở trong t không thôi cổ phiếu đó họ là một tí thì họ có thể bán ra để chốt lời cái cổ phiếu đó miễn sao là những vị thế kia họ nắm dài hạn họ có một ngàn cổ phiếu hòa phát À, ngày hôm nay họ mua lại gì 500 cổ phiếu họ phát với giá rẻ ngày hôm sau họ phát hồi lên họ bán ở 500 thì họ vẫn có một ngàn câu chuyện ở đây là câu chuyện về gì cái vị thế và cái vai trò của anh chị khi tham gia đầu tư à, chúng ta phải xác định được cái đó trước trước khi mà chúng ta biết được là chúng ta nên làm gì anh chị ha rồi về các vị thế gia hạn thì như em đã, em đã nói quan trọng là gì là xem xem là dịch bệnh nó có thực sự ảnh hưởng tới doanh nghiệp hay không và ảnh hưởng như thế nào nếu mà nó thực sự ảnh hưởng tới doanh nghiệp và ảnh hưởng nặng nề à, kết quả kinh doanh có thể là gì hụt đi tầm 10 20 phần trăm thậm chí là 30 40 phần trăm thì khi đó giá cổ phiếu sẽ giảm là điều đương nhiên à, nên anh chị phải nhớ cho em một câu chuyện cái việc cái nền tảng cơ bản doanh nghiệp nó là cái cốt để giá cổ phiếu có thể tăng được còn cái nền tảng kỹ thuật đó là cái để giúp chúng ta gì linh hoạt trong vấn đề là mua và bán à, đó là đó lý do vì sao mà hầu như tâm chất tất cả những cái vị thế à, em đều chia sẻ với anh chị thứ nhất là về câu chuyện doanh nghiệp này nó có ổn hay không cái đã rồi mình tính tiếp tới cái việc à, là mình có nên cơ cấu hay không à, nên chị nhớ cho em vấn đề đó à, tức là về cái sự chiết khấu về giá ở đây đang là sự chiết khấu chiết khấu qua đâu chiết khấu qua việc kéo dài giãn cách anh chị ha rồi, đó là về thị trường. Thì với cái việc mà nó về đúng một kênh 300 điểm thì chắc chắn là gì cái tâm lý nhà đầu tư ở đây bật lại ngay nữa. chị hãy nhớ cho em một điều mà em thường chia sẻ với chị á là khi mà tất cả mọi người đều hướng về cái đó thì cái đó nó sẽ không xảy ra. À không phải là tuyệt nhiên, nhưng mà đó là kinh nghiệm của em. Em lấy ví dụ như là khi mà mọi người đều hướng về cái mốc là một kênh 300 điểm. ấy à, và khi về chị thấy nó bật lên ngay, nó bật một kênh 300 điểm lên một kênh 312 điểm là hầu khoảng 12 điểm. À, thì cái đó tâm lý của chị nó bắt đầu ổn định lại rồi. Ê, nhưng mà câu chuyện ở đây là gì? Ê, tại sao họ lại bật đúng về cái vùng một nghìn ba trăm điểm để cho ai cũng biết ở đó là gì là vùng hỗ trợ tốt đúng không thì về đó bật lên thì có thể là có nhiều người mua à, nhưng mà khi mà về đúng hỗ trợ bật lên thì cả nhà em không bao giờ đánh giá nó tốt hết thường nó thật sự tốt hoặc là đánh thủng qua luôn để kéo lên hoặc là gì là gần tới đó rồi kéo lên để làm gì để cho những người ta trông chờ người ta mua ở đó mà ta không mua được giá rẻ bây giờ chị xác định đây là một nhịp trụ đúng không một nhịp trụ hàng đúng không thì rủ hàng là gì rủ hàng là muốn anh chị bán nhiều hơn anh chị mua Đấy. còn nếu mà người ta muốn anh chị cố tình đánh vào các cái vị thế để anh chị mua nhiều hơn anh chị bán thì đó không phải là rủ hàng mà đó là phân phối à, Anh chị nhớ cho em ha nên cái việc mà khi đưa về đúng cái vị thế ở vùng một 300 điểm này thì khi đó em sẽ kỳ vọng là gì là có cái vùng thấp hơn và khi, khi đó khi đó tự nhiên chúng ta quan sát chị phát sinh thôi thì phát sinh lúc đó nó không có một cái vị thế ngày hôm nay chị đánh phát sinh đó, thì đặc điểm của phát sinh là gì ngày hôm nay nó không có gom một cái vị thế nào cụ thể hết và có thể là cái đà sót không trước vẫn còn thôi tức là họ không có thời gian để gom lon lại tại sao họ đánh biên độ quá lớn biên độ là cực kỳ lớn có thể là lên tới 10 điểm thậm chí là 15 điểm chỉ trong vòng 5 phút thôi nếu chị tham gia anh chị nhìn đồ thị cũng sẽ biết được và với việc đánh biên độ thế này ấy, thì sẽ khiến cho thứ là nhà đầu tư tham gia phát sinh là khó khăn cái thứ hai là sẽ khiến cho cơ sở biến động cực kỳ nhiều và thực tế thì đầu phiên ấy, ngay từ đầu phiên thì em cũng đã đánh giá về phát sinh rồi đây khi mà em đánh giá phát sinh về câu chuyện là gì là chắc điên tức là khoảng 11 giờ đây, thì em đánh giá là gì chủ yếu ở đây là phát sinh nó thiên về trái điên thôi ở trái điên thôi và cái lực xót này đây đầu phiên phát sinh có hiện tượng tháo chạy vẫn giữ giá tức là do ổn định tâm lý rồi nhưng mà về cơ bản ở đây thứ nhất là câu chuyện margin là phải xử lý cái đã cái thị trường xấu nhưng nói margin là công cụ đó là cái mà mình làm gì à mình phải điều tiết lại nó nếu cái danh mục của mình hiện tại margin thế này thì phải cân đối là làm sao ít nhất là khi anh chị cầm tiền thịt á thì anh chị không có sợ cái vấn đề là thị trường nó giảm quá nó giảm thì cái tài khoản bị call margin hay là fox, fox sale khi đó anh chị rất là khó xử lý còn cơ bản là nếu mời anh chị đã xử lý rồi thì đó là dễ cho anh chị cơ cấu hơn ừ. mặc dù là nếu mà cổ phiếu anh chị tốt có nền tại cơ bản tốt đúng không và sau đó là cái quá trình nó cân nó cân bằng lại Ê, nhưng mà ở đây anh chị thấy được là là lực mua cơ sở lên vẫn chưa quyết liệt nè, vẫn chưa quyết liệt đây tại sao em lại cập nhật phát sinh bị đối với em phát sinh đó là một cái giúp cho em forward được những cái những cái gì những cái hướng đi trong tương lai trong ngắn hạn của cơ sở thôi bây giờ ở đây vào khoảng 11 giờ thì em đánh giá thời điểm đó thì phát sinh tầm một nghìn bốn thôi đây nhưng mà em đánh giá là cái lực sót vẫn còn rất là lớn nó vẫn còn rất là lớn thì khi đó cái lực bán xuống thế này à, thì chúng ta phải chú ý tới cái vấn đề là gì khi nào xuất hiện cái đà gọi là cao trào bán bởi vì thường á đối với phá sinh á thì để gom lại một cái vị thế thì nó cần có một cái vùng nền em lấy ví dụ là cái vùng nền nó ở đây đi đúng không à cái vùng nền nó ở đây thì khi mà nó xây nền lại thì nó dao động trong một cái biên đó à cái nền là tầm một 420 tới một 430 đi thì liên tục dao động trong cái biên này đấy thì nó xuất hiện một quá trình là cao trào bán xuống cao trào bán là cái nhịp mà nó loại bỏ đi hoàn toàn tất cả những anh chị đang cầm vị thế lo thì khi mà cao trào bán xuống như thế thì cái nhịp sau đó nếu mà nó quay về nền tiếp tục tích lũy lại ở đây thì cái nhịp đó sẽ đóng vai trò là rũ bỏ và thị trường nó sẽ gì có thể tạo đáy đi lên và chính cái nhịp này chỉ là cái nhịp mà họ gom lại cái vị thế lon của họ à, bởi những nhà đầu tư người ta sót xuống à, người ta sót đuổi xuống những nhà đầu tư lon trước đó người ta cắt lót người ta cắt lỗ đó nên đó lý do vì sao mà thường á thì phải sinh ngắn hạn thì nên theo dõi cái nhịp là cao trào bán là gọi là cao trào bán và khi phá sinh ngày hôm nay thực tế là nó không theo một cái trend nào hết mà chỉ là check điên thôi thì khi mà chắc điên như vậy biên độ rất là lớn tức là vẫn chưa hình thành là cái điểm cân bằng à thì khi mà check in với biến độ lớn chưa hình thành cân bằng thì rất là khó để thị trường nó bật lên lại được Nên là khoảng tầm 2 giờ à, thì khi đó thị trường nó vẫn đang khá là ổn tức là không phải là quá tệ nhưng về cơ bản chỉ phải biết được câu chuyện Ê, là thị trường hiện tại nó vẫn đang gì à, vẫn đang còn khá là linh sinh chưa có hình thành là cái điểm cân bằng thì mình sẽ gì mình sẽ tập trung cái vấn đề là theo dõi cái điểm cân bằng đó để mình giải ngân à, để mình giải ngân đó là về thị trường trước còn trước mắt thì em nghĩ là phía ngày mai cái mà chúng ta chú ý là chú ý cái mốc à, cái mốc hỗ trợ hiện tại mẹ quan tâm có thể là mốc tầm một nghìn hai trăm tám mươi đó cái bốc này em nghĩ là cũng khá là nhiều anh chị quan tâm nhưng mà ngày mai nếu tốt hơn thì nó nên về gần cái vùng đỏ họ đánh thủng vào cái vùng đỏ luôn à, với cái đà này thì em nghĩ là ngày mai khả năng cao có thể là về lại một lần nữa ở dưới này tại sao em lại chú ý cái mốc là một kình hai trăm một hai trăm vì thực tế thì để xét cái nha à, cái vùng mà khối lượng dao động lớn anh chị thấy đó ở trên này đây là cái đồ thị volume mà theo gì theo giá thì anh chị thấy được là cái volume ở vùng giá phía trên này là một ba là cực kỳ lớn và nó đã không vượt qua được cho thấy được là cáp được cung ở đây là mạnh và cái lượng nhà đầu tư người ta diễn ra diễn ra giao dịch ở đây là lớn thì khi mà gãy xuống thế này nè thì đồng nghĩa với việc là còn rất là nhiều anh chị còn kẹp hàng ở phía trên này đó là điều mà chúng ta cần biết cái thứ hai nữa là khi mà rơi xuống đây thì em đánh giá là cái vùng mà có khối lượng tốt nhất cái hiện tại là chỉ có cái vùng lên quanh tầm một kỳ là 280 thôi và chính là cái vùng này đây là cái volume nó lớn so với giai đoạn hiện tại tức là ở đây là vùng mình có thể kỳ vọng thôi chứ thực tế nó không phải là vùng mà nó sẽ đến cái đích đến của nó là như vậy nhưng nó rồi đừng bây giờ cố gắng đoán thị trường mà hãy cố gắng theo dõi từng ngày nó hành động từng cái nến cung cầu của nó để biết được là khi nào thị trường nó ổn định cái trạng thái cung cầu thế nào để từ đó mình ra quyết định là mình có đầu tư hay không hay là mình như thế nào đó à, nhưng mà anh chị hãy nhớ cho em một điều trong đầu tư hãy luôn luôn cố gắng làm sao đó để có thể là gì à, theo dõi sát sao cái danh mục của mình à, để có thể giúp cho cái trạng thái danh mục của mình nó ổn định hơn tùy vào cái diễn biến thị trường bởi vì anh chị phải cân nhắc được cái risk và cái reward nếu mà cái risk và cái reward chị cân đối tốt thì khi đó anh chị có thể đầu tư ở rất nhiều giai đoạn thị trường à, chị ha rồi đó là về thị trường em chia sẻ về như thế và anh chị chú ý cho em mất hỗ trợ ở đây hãy nhớ là đừng bao giờ cố gắng bắt đáy mà hãy gì hãy đánh giá về cung cầu của nó đã giống như giai đoạn trước tôi ở đây này cái nhịp rơi này em cũng đánh giá cung cầu và em tham gia lại nhịp sau này rồi, và khi đó em lựa chọn nam kim lấy ví dụ vậy và tức là chúng ta phải cố gắng làm sao đó để làm sao đánh giá được cái cung cầu của nó thị trường luôn luôn vận động theo một cái quy luật một số quy luật nhất định à, tất nhiên là anh chị hãy nhớ cho em là không một ai có thể biết trước được thị trường tất cả đều là xác suất và chúng ta hãy cố gắng làm sao đó gì À, đánh giá và đi theo thị trường, à, đừng bao giờ cố gắng chống lại thị trường à, và cũng đừng quá tự tin về cái vị thế mình đang nắm giữ. À, phải làm sao đó để gì? đặt ra mọi kế hoạch để quản trị được vấn đề rủi ro. Nếu thị trường như thế này thì anh chị sẽ như thế nào? À, nếu thị trường như thế này thì anh chị sẽ làm sao à, để từ đó anh chị có thể là gì không bị động mà sẽ chủ động với thị trường. Rồi à, tiếp theo thì em sẽ chia sẻ một tí về cái câu chuyện là về cái volume. Thì anh chị nhớ cho em á, ở trong những cái đà bán á, thì cái quan trọng mà em thường theo dõi nhất đó chính là cái vấn đề volume. Vậy như là ngày hôm nay đi nếu mà đầu phiên ngày hôm nay mà cái lực bán thị trường nó giảm mạnh xuống mà cái lực bán nó lớn xuống nhưng mà cái volume nó tăng lên thì cái đó em sẽ đánh giá rất cao cái nhịp đó của thị trường em lấy ví dụ như là những nhịp giảm ở đây nè tức là khi mà nó đạp xuống từ đầu phiên đúng không nó mấy tối là rượu bỏ đúng không thì khi đó nó phải cho thấy được là cái sự hấp thụ và sự hấp thụ đến từ đâu đến từ volume tức là khi mà giá giảm rất mạnh rồi thị trường ngày đó giảm năm phần trăm hầu như cổ phiếu giảm sàn la liệt nhưng mà anh chị thấy vẫn có người mua khối lượng tham gia rất lớn nhiều cổ phiếu ngày hôm nay thì khối lượng lại không quá lớn thì đó là một cái chúng ta cần chú ý anh chị đấy là giai đoạn đó rất là nhiều cổ phiếu khối lượng cao à khối lượng của duy ở mức rất là cao và cho thấy được là mặc dù giảm sâu như vậy đó nhưng mà vẫn có nhiều người ta muốn mua và vẫn có nhiều người chấp nhận mua ở những giai đoạn đó ví dụ như là vnd giảm sàn này nhưng mà vẫn có người mua lên à, tới là một triệu cổ hơn à, ngày hôm đó nó không gì nó không sàn cứng à, nó không sàn cứng thì giai đoạn sau đó nếu mà nó hình thành là cái vùng cân bằng thì sẽ tốt cho thị trường à, sẽ rất là tốt cho thị trường thì giống như là những giai đoạn sau những cái giai đoạn trước đó của VNI thôi thì khi mà rơi lúc nào cũng sẽ có một cái nhịp như vậy đây là cái nến này cái nến ngày hôm 28 tháng 1 này cái đó cũng rất là nhiều những những cổ phiếu đã giảm gần sàn đó thị trường ngày hôm đó giảm 6 rất là nhiều cổ phiếu giảm gần sàn nhưng mà ngay lập tức sau đó anh chị thấy được là nó có người mua tức là có sự hấp thụ về volume nhiều cổ phiếu khối lượng đẩy rất là cao đây là SI này khối lượng đẩy rất là cao mặc dù giảm sàn này đó HCM này VND này đó là một số cái chúng ta chú ý đó như tín hiệu là có sự hấp thụ lại mặc dù là giá giảm mạnh đa phần những cái người bán ở trong những nhịp giảm đó là, là nhà đầu tư cá nhân và những người mua vào chính là nhà đầu tổ chức đó thì tương tự ở đây thôi cá nhân đánh giá thì em đánh giá cái nhịp này à, cái nhịp rơi này có thể là gì à, chúng ta sẽ chú ý cái quá trình mà chạm về hỗ trợ của nó à, vùng tầm 1280 ở trong phiên ngày mai anh à, mà quan trọng nhất vẫn là sự hấp thụ tức là ở đầu phiên à, cái volume các cổ phiếu nên đẩy lên lớn đẩy lên cao hơn à, thì sẽ tốt hơn để còn nếu mà gì à, ngày mai mà volume giảm điểm ở đầu phiên á, giảm xuống nhưng mà cái lượng hấp thụ vẫn không có À, thì về cơ bản là nó chỉ rơi vào trạng thái là cạn cung thôi. thì cạn cung chưa hẳn là tốt, bởi vì cạn cung thì vẫn chưa có cầu. À, cạn cung thì rất khác với việc là gì, là cầu mạnh. À, nên chị nhớ cho em ha, nên khi mà test về đây thì mình cần lưu ý cái vấn đề là volume. À, em kỳ vọng là volume đẩy lên cao một xíu, và thị trường nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. giống như phiên này, phiên ngày 12 tháng 7 nó là một phiên hấp thụ rất là tốt. mặc dù sau đó cái nhịp rơi là vẫn còn nhưng mà chị thấy được cái nhịp rơi này khối lượng giảm đi hoàn toàn, là cho thấy được là những người muốn bán là người ta bán trong cây này rất là nhiều này. thì những cây sau này là những cây rũ đi, rủ và test lại được cung thôi nhưng mà rõ ràng cái volume đã giảm đi tương đối thì em kỳ vọng là nên có một cây volume lớn để hấp thụ cái lượng bán ra à, còn về thị trường thì khi mà đánh thủng cái mốc tầm em em mười em hai mươi em năm mươi tương đối là xấu rồi nhưng mà được một cái là thị trường mình phân hóa dòng tiền à, nên mình sẽ tùy thuộc tùy vào các cái mã cổ phiếu tùy vào vận động các cổ phiếu để mình xử lý từng cổ phiếu một à, nó sẽ tốt hơn à, chứ không phải lúc nào chị thấy thị trường xấu là chúng ta đem ra bán tháo cổ phiếu bán để cổ phiếu mặc dù có nhiều cổ phiếu vẫn rất là tốt nhiều cổ phiếu vẫn rất là khỏe à, nhưng mà quan trọng nhất là xử lý như thế nào à, xử lý đối với từng cổ phiếu À, thì các vị thế nó là khác nhau mà. À, có những cổ phiếu đang ở rất là gần hỗ trợ rồi, thì có những cổ phiếu đang gần kháng cự thì mình sẽ xử lý khác nhau. À, rồi. À, đó là với vn à, Rồi tiếp theo thì à, mình chia sẻ một tí về cái thị trường ngày mai. Thì anh chị hãy nhớ cho em là giai đoạn này em biết là rất là nhiều anh chị đang bị áp lực tâm lý. À, có thể là danh mục của anh chị đang bị ảnh hưởng nhiều. À, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tâm lý. Lúc nào cũng vậy đầu tư à, Cả hai trường phái là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thì nó đôi khi loại bỏ ra một cái yếu tố đó chính là phân tích tâm lý và cá nhân đánh giá ở thị trường việt nam thì cái yếu tố tâm lý rất quan trọng à, đó là tâm lý hành vi của đám đông và khi anh chị đánh giá được làm chủ được cái tâm lý của mình tức là gì à, tránh bị hoang mang bị rối loạn bị loạn trong những dịp mà thị trường tăng hay là giảm à, ví dụ tăng anh chị biết là dễ bị fomo hay là giảm anh chị rất là dễ bị hoang mang thì khi đó cái quyết định đầu tư của anh chị á, nó thường là gì nó không có sáng suốt nó không có đúng đắn à, và phải quan sát xem là vị thế cổ phiếu như thế nào à, khối lượng như thế nào ở từng vùng giá để biết được là cổ phiếu đó cái lượng đó ở cái vùng giá đó nó có cầu đợi giá hay không à, để mình cân nhắc Ê, Ví dụ như là một số cổ phiếu thấy là ngân hàng giảm rất là sâu nhưng tết cơm đang về lại đáy cũ khả năng cao sẽ test đáy cũ rồi acb cũng về đáy cũ này mb cũng đang có xu hướng test lại cái nền dưới này nhưng mà khả năng cao sẽ về đáy cũ à, như cổ phiếu ngày hôm nay giảm khối lượng nó không lớn so với lại phiên ngày hôm thứ sáu vừa rồi thế nhưng về cơ bản là gì nó cho thấy được là à, cái lực bán là vẫn có là cái lực bán là vẫn có thì mình chờ xem là nếu mà ngày mai đi anh chị nhìn cho em hoặc là khối lượng cao giá nó giảm ít đi ví dụ ngày hôm nay giảm hai phần trăm hơn thì ngày mai nó giảm lại còn không phần thôi hay là một phần trăm nhưng mà khối lượng đẩy lên cao thì nó sẽ tốt đó chính là những tín hiệu mà có sự hấp tụ lại em và chờ những cái dịp test đó còn bây giờ mà khi mà bây giờ nó giảm về tới đây rồi và bắt đầu mình đem bán tháo cổ phiếu đó, thì ngày mai lại hồi lên à, ngày mai lại hồi lên bởi khi mà tâm lý anh chị bắt đầu sợ bán anh chị muốn bán rồi đó, thì khi đó rất là dễ hồi tất nhiên là hồi có phải để mua hãy nhớ cho em những dịp hồi á luôn luôn là những dịp để kịp để test cầu thôi còn hồi để mua nó khác hồi để test cầu nó khác hồi sau một dịp rơi rồi hồi test cầu còn hồi mà để gì à, hồi cái nhịp hồi đầu tiên á, mà sau mà nhịp rơi là hồi để test cầu mà để hồi để mua á, thì thường là chờ sau khi mà test cầu thành công test cầu tốt Ê, thường là test thường là giảm mạnh này đúng không test cầu lên này thường là giảm mạnh xuống thì sẽ có test cầu lên sau đó test cung xuống hay thậm chí là test cung là một lần nữa rồi sau đó lại lên điều kiện cần và đủ của nó Ê, là gì thứ nhất là có cầu vào cái thứ hai là cung yếu thì nó mới lên được đó là cung cầu rồi đó là về thị trường cũng như là chia sẻ của em và nhớ cho em mất hỗ trợ ngày mai là một nghìn hai trăm tám mươi có thể là nó không chính xác cái vùng đó tôi mong cái vùng đó mình xem xem là nó có khối lượng hấp thụ hay không đó. và hãy nhớ là luôn luôn nó sẽ có hai nhịp nên đừng bao giờ vội bắt đáy nhịp một ở đây cái sự cái sự quen thét hỗ trợ để là cho anh chị nào đang cầm cổ phiếu thôi để chị biết được là những cái vùng mình cần chú ý để mình đánh giá xem là mình có nên nắm giữ tiếp tục cổ phiếu hay không hay là gì hay là mình can rồi bán rồi như nhịp nào nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều còn để bắt ở đây thì có thể là ở đây cái vùng giá cổ phiếu bắt đầu nó rẻ rồi nó chiết khấu rồi nhưng mà anh chị cũng phải nhớ cho em về câu chuyện là nếu mà an toàn hơn thì anh chị nên chờ cái nhịp thứ hai à, cái nhịp thứ hai nó xuống sẽ tốt hơn và quan tâm nhất gọi là cái vùng cân bằng thôi thường thì sau khi mà nó xuất hiện hai ba nhịp test lại thì khi đó thị trường nó sẽ cân bằng thì cái quá trình giải ngân của anh chị sẽ dễ dàng hơn và anh chị cũng sẽ chấp nhận à, chấp nhận đánh đổi một cái mức gọi là cái mức bảo hiểm với ví dụ như là anh chị sẽ không thể nào mua chính xác được cái vùng đáy hay là anh chị sẽ không thể nào bán được chính xác cái vùng đỉnh. À, nhưng mà những cái đó sẽ là những cái bảo hiểm cho cái khoản lợi nhuận của anh chị hay là cái bảo hiểm cho tài khoản của anh chị khi mà anh chị tham gia thị trường rồi đó là về thị trường ha nên chung thì thực tế khi mà chị nhìn về đồ thị tuần thì nó tương đối xấu tức là khi thị trường tạo cái đáy sau thấp hơn đáy trước á, ở đây nên khi mà chúng ta quen quan theo dõi ở đây đây là nó hình thành một cái đáy à, cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi thì về cơ bản theo lý thuyết đau thì khi mà thị trường nó hình thành đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì nó sẽ hình thành một cái xu hướng giảm ngắn hạn đấy và chị nhìn cho em nếu mà nhìn dài ra một tí thì về xu hướng thì nó vẫn là xu hướng tăng à, nhưng mà trước mắt thì nó phải test là cái mốc à, cái, cái cái xu hướng dài nha thì vẫn là xu hướng tăng tức là vẫn còn một cái kênh và gọi là kênh tăng à, nhưng mà trước mắt là xem test là cái mốc này quan tâm 1280 nó cũng là cái đường trên line và cái đường trên line khi mà nói từ hai cái vùng đáy lên là cái vùng hỗ trợ trước đó là quan tâm 1226 này à, thì mình xem quanh cái mốc này phải ứng thế nào Ê, và hãy luôn luôn đặt cho mình đặt cho danh mục của mình à, những cái mốc chặn lại những cái mức mà gì những cái mức rủi ro mà anh chị chấp nhận được à, để khi đó gì khi đó khi nó vi phạm thì phải đặt ra những cái kỷ luật cho bản thân à, để có thể giải quyết cũng như là để cân đối tài khoản đừng bao giờ bỏ mặt tài khoản của mình rất là nhiều anh chị mình dễ bị rơi vào trạng thái là bây giờ bỏ mặt đi cứ bỏ đây tầm một năm sau mình quay lại thì kiểu gì trả tăng nhưng mà anh chị hãy nhớ cho em một điều là thị trường mình luôn luôn có chu kỳ Ê, và nếu mà à, chúng ta ở đây là nếu chúng ta phải xem xét cái vấn đề về dịch bệnh xem nó giải quyết thế nào cái đã còn về câu chuyện nếu mà dịch bệnh kéo dài ví dụ bây giờ anh chị thấy là à, ngân hàng có thể là dự phóng tức là bây giờ nhà nước ra dự phóng là dịch bệnh được kiểm soát tầm một tháng nữa đi nhưng mà nếu mà nó kéo dài trầm trọng khoảng hai tháng ba tháng nữa khi mà bây giờ sản xuất kinh doanh có thể là bị trì trệ thì khi đó cái nền kinh tế và sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều à, bị ảnh hưởng rất nhiều à, nên chỉ phải đánh giá cái đó nữa đó là thì giá cổ phiếu nó luôn luôn phải đi kèm với cả cái yếu tố bối cảnh kinh tế bối cảnh về cả vĩ mô và phi mô hay là cả cái chính sách về tiền tệ và tài khoá thì bây giờ này, các công ty chứng khoán vẫn được hưởng lợi rất nhiều bởi chứng khoán về chính sách về tiền tệ lãi suất thấp khi đó thì lượng nhà đầu tư tham gia vào thị trường rất là nhiều à, người ta cũng sẽ kỳ vọng nhiều hơn à, rồi à, đó là về à, thị trường À, về cái chia sẻ của em về thị trường và anh chị hãy luôn lưu ý cho em à, hãy nhớ rằng hãy làm sao để chuẩn bị cho mình à, cái tâm lý tốt nhất để khi mà mình tham gia thì mình có thể chủ động hơn à, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một xíu về các cái mặt cổ phiếu thì chắc chắn là có thể là bây giờ anh chị đang quan tâm nhiều hơn tới nhóm chứng khoán này thì cũng nói trước về nhóm này thì đầu tiên anh chị phải nhớ cho em một điều là nhóm này ngày hôm thứ sáu vừa rồi đã giữ giá tốt ngày hôm nay vẫn giữ giá nhiều cổ phiếu như là VND, SI, HS ngày hôm nay do chi cổ tức này à, do chia cổ phiếu thưởng này nên kéo lên này hay là chúng ta có MVS ngày hôm nay cũng duy trì giá giữ giá này có cts kéo trần à, agr kéo trần nhiều cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay tăng tốt thì tiếp tục mình sẽ nói về câu chuyện là nó đã dự giá đây một thời gian à, hai ngày à, ngày hôm nay chứng khoán dự giá thứ sáu chứng khoán cũng dự giá thì à, mục đích đi ngược lại với thị trường là gì ở đây có thể là gì tạo một cái sự chú ý rất lớn à, các cổ phiếu này hiện tại đang tạo ra một cái sự chú ý rất lớn đối với thị trường thì câu hỏi đặt ra ở đây là họ dự giá để làm gì đúng không hoặc là có thể là do họ đang có cái mục tiêu là phát hành cổ phiếu thử thì khi mà các ngân hàng khi mà các cái công ty chứng khoán họ muốn phát hành cổ phiếu ưu đãi họ muốn bán cổ phiếu ưu đãi để thu vốn để nâng vốn cho công ty á, thì thường kinh nghiệm của em là họ sẽ giữ giá đó là một mục đích có thể hoặc là gì mục đích để làm cho cổ đông lớn họ bán cổ phiếu ra với giá cao vẫn có nhiều công ty do, doanh nghiệp ở đây nó vẫn có mục đích nhưng mà quan trọng nhất anh chị phải nhớ cho em á, là nếu mà họ giữ giá mà họ không kéo nhanh ví dụ bây giờ SI đang giữ đúng không ngày mai nó tiếp tục giữ ở đây tầm năm hai năm ba thì khi đó chị nên cân nhắc cái câu chuyện bán ra bởi vì sao? Bởi vì bây giờ anh chị thấy ngân hàng đang được cái kiếm nhóm chứng khoán đang được rất nhiều nhà tư chú ý thì ở đây ai là người mua nhiều? Đối với nhóm này bây giờ. Và nếu mà thật sự mà nó khỏe, họ giữ giá là ở đây thì tại sao họ lại không gì mà không kéo lên nhanh để nhà tư buộc phải mua với giá cao mà họ lại giữ giá ở đây để cho anh chị cơ hội mua với giá rẻ với nhiều cổ phiếu bây giờ. anh à nên chị hãy nhớ cho em câu chuyện đó với các cổ phiếu họ đã chạy rồi thì em không nói nhưng mà các cổ phiếu giữ quá lâu á giữ quá lâu thì nó có vấn đề giữ giá lại thì không nên giữ quá lâu đâu anh chị lúc nặng như vậy hết giữ kháng cự lâu là có vấn đề giữ ở hỗ trợ lâu là có vấn đề giữ kháng cự lâu thì đồng nghĩa với việc là họ đang muốn anh chị bán ra họ rung lắc ở đó cho anh chị bán cổ phiếu ra Bởi vì đó là kháng cự thì đa phần anh chị là muốn bán giữ ở hỗ trợ lâu là họ muốn anh chị mua vào à. Nhưng mà thường á, giữ ở kháng cự lâu là rất là dễ break và giữ ở hỗ trợ lâu á, rất là dễ thụ chị nhớ cho em đó là về xu hướng đám đông là chú đánh giá về tâm lý thôi trước mắt thì sao em nghĩ là vẫn tốt thôi về cơ bản và cả kỹ thuật vẫn được hưởng lợi và cũng như là về hiện tại vẫn giữ giá tốt thì đối với SAI thì mình nghe là cứ nâng chặn lại nên cho anh em trước là cái mốc tầm 62.5 đi à, theo dõi cho em cái mốc đó trong vài phiên tới mình sẽ thế nào để mình cân đối ngày hôm nay thì khối lượng không cao giá tăng nhưng mà khối lượng không cao thì mình cũng nên chú ý thêm à, nhưng mà trước mắt thì vẫn là gì vẫn là câu chuyện về tâm lý tức là nếu mà giữ giá đeo quá lâu á, thì có thể là gì cân nhắc chốt ra một phần đó, có thể chốt một phần hai để theo dõi tiếp cũng được à, với cổ phiếu này Vindi đi như vậy thôi Vindi đi hiện tại đang xây nên lại nhưng mà chị hãy nhớ cho em việc là Vindi đi cái lượng cổ phiếu á, mà nó về cổ phiếu thưởng mà nó về trong tài khoản nhà tư cá nhân đó, rất là lớn hiện tại mà nói bằng giữ giá khả năng cao ở đây là nó đang muốn gì Ờ à, nó đang muốn kìm kìm cái lượng nào tôi đã nó bán ra khi mà cổ phiếu nó rất là khỏe bây giờ mình em lấy ví dụ viên đi mà giả một phát đi viên đi bây giờ giảm về 49 đi 40 50 49 đi thì đó một cái lượng bán cực kỳ lớn sẽ bán ra những người bán là những người mua được cổ phiếu thử giá 10 và khi đó người ta sẽ bán xuống như vậy thì đội lái họ sẽ mất kiểm soát cổ phiếu Ê, nên họ cố gắng giữ giá đây nhưng mà về câu chuyện là họ giữ giá đây cũng để làm gì để nếu mà họ giữ giá đây như em nói họ giữ giá lâu ở đây cho anh chị cơ hội mua hàng giá rẻ thì thì đó vẫn là câu chuyện để à, để lưu anh chị vào thôi và khi đó họ sẽ cover lại mua lại vùng giá thấp hơn nên trước mắt thì nghĩa là chị theo dõi thêm cho em với cổ phiếu này quanh cái vùng giá nền này tầm là 52 à, tới 54 thì đây là cái vùng nền ngắn hạn của nó thì về cơ bản giữ giá đây hiện nay nó vẫn tốt thôi vẫn tốt hơn rất là nhiều cổ phiếu khác khi mà vẫn giữ được nền ở phía trên vẫn khỏe thị trường thì nếu mà có hàng thì follow tiếp cho em thôi chú ý cho em móc hỗ trợ dưới này là móc hỗ trợ tầm 52 để nếu mất cái mốc tầm 52 thì mình nên cân nhắc mình bán ra chút là một phần để mình theo dõi thêm giai đoạn sau của thị trường tương tự shs chi cổ tức ngày hôm nay mở gáp ra à, đóng cửa trần ngày hôm nay khối lượng không cao à, đóng cửa trần khối lượng không cao thì đồng nghĩa với việc họ ép trần rồi ngày hôm nay ép dư bán trần dư à, mua trần với một khối lượng hơn một triệu cổ thì với cái việc ép này thì khả năng cao ngày mai có thể tiếp diễn nhưng mà khối lượng ngày hôm nay không đồng thuận à, không quá đồng thuận ai à, nên chỉ chú ý thêm mình chú ý theo dõi cái phiên ngày mai xem như thế nào nếu mà ngày mai đầu phiên mở gáp ra thì phải canh chốt ra một phần với cổ phiếu này ha chốt là cái phần khả dụng á nếu mà đã, đang à, đã thông qua cái ngày giao dịch không hữu quyền rồi thì chốt ở cái phiên ngày mai nếu mà tăng đầu phiên tốt À, tiếp theo là với VCI này ngày hôm nay vẫn chuyển giá lại nhiều cổ phiếu chuyển giá lại thì chị chú ý cho em ha quá trình chuyển giá đây nó không quá tốt đâu à, nên nhìn chung thì vẫn nên đặt cho mình cái bốc chặn lại cái đã để bảo vệ cái tài khoản rồi tiếp theo là với ngân hàng à, việc công hiện tại đã quay về test đáy cũ ở phía dưới này à, đáy cũ hiện tại có việc công là lên vùng giá tầm là 95 mít ở phía dưới này chị chú ý cho em đây gọi là cái vùng hỗ trợ dưới khá là cứng của nó thì khả năng cao nó sẽ khó thủng sâu hơn ở cái bốc này à, như mình cần chú ý thì khi mà về đây thì sẽ có cầu đỡ giá thì có thể là trong phiên ngày mai luôn nhưng mà thị trường đầu phiên mà giảm mở gáp luôn, thì có thể về đây luôn để test là cái mức hỗ trợ này thì mình chú ý là quanh đó sẽ có lực bật nhưng mà bật lên thì không phải để mua bật lên thì thường để chú ý xem là cái lượng cầu thế nào thôi à, anh chị hạn chế mua ở cái phiên mà bật kia hỗ trợ thường nó bật xong thì nó sẽ test lại thôi chứ bật hỗ trợ bật lên ngay thì rất là khó rất là khó để quan ăn à, chúng ta là với uh, BIDV này BIDV ngày trước thủng nền bây giờ cũng về test đáy cũ này cái vùng hỗ trợ của BIDV quanh tầm 40 khá là cứng nhưng mà ngày hôm nay cũng thủng qua luôn khối lượng bán nó là không lớn mà với cái việc mà nó thủng hỗ trợ này thì anh chị cũng cần chú ý thêm về câu chuyện là nắm giữ cổ phiếu này. Tức là thứ nhất là cổ phiếu này nó cũng chậm rồi. Chậm là chậm so với thị trường rồi, chậm so với các cổ phiếu khác rồi. Cái thứ hai là về kỹ thuật không đẹp nữa. Anh à nên chị chú ý ha. Công thư từ ngày hôm nay khả năng cao phiên mai test lại mốc tầm 32. Ngày hôm trước thì mốc 32 giữ giá tốt, ngày hôm nay thì áp lực bán vẫn là lớn nhưng mà giá lại không giảm sâu. Ngoài đây, đặc điểm này, ngày hôm nay nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm rất sâu nha. Những cổ phiếu ngân hàng như Tết cơm, ACB thì giảm, MB giảm rất là sâu nhưng mà công thương ngày hôm nay là giữ giá. Đó là một điểm cộng nhưng mà chú ý cho em móc ngày mai xem như thế nào khả năng cao có thể là bách về tầm uh, mốc 32 mươi à, để theo dõi thêm à, nhìn chung thì uh, anh chị cần chú ý đối với những cổ phiếu ngân hàng á, thì giai đoạn này nó bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi câu chuyện về dịch bệnh không phải là do thông tin về dịch bệnh đâu chị ở đây là do cái sự kỳ vọng thôi nhưng nói với chị là ngân hàng nó bị ảnh hưởng mà à, cái sống vừa rồi chúng ta cũng không tập trung vào những ngân hàng à, mà ngân hàng ở đây chúng ta chỉ là kỳ vọng nói gì nó đi theo dòng tiền thôi tức là khi mà dòng tiền vào các nhóm khác ví dụ bất động sản ví dụ thép à, ví dụ chứng khoán thì khi đó sẽ lan tỏa sẽ qua nhóm ngân hàng và cũng có một phiên mà nhóm ngân hàng nó break lên nhưng mà rồi nó không đủ lực và sau đó là back về trong ba phiên back về trong nhịp test ba hàng về nên chị nhớ cho em là chủ lực không phải là nhóm ngân hàng nhưng mà nhóm ngân hàng thì lại là nhóm có vốn hóa rất lớn nó là trụ cột của ngành tài chính nên nếu mà ngân hàng sai quay lại lấy ví dụ trong trường hợp cổ phiếu như Techcom MB hay là ACB ngày mai đi khi mà nó về hỗ trợ đáy dưới nó bật lên lại nó xây nền lại đi. trong biên lớn ví dụ như là công thương thì có thể là biên từ 31.5 tới tầm 35 ví dụ vậy giữ giữ nền ở trong này thì khi đó thị trường nó cũng sẽ giữ nền lại là thị trường cũng sẽ giữ nền lại Đến ngày mai thì có thể là cái mốc hỗ trợ tầm kinh 280 á, nó sẽ đồng pha với lại thị trường, à, ngân hàng khi mà nhóm ngành nó test là cái đáy cụ của nó à, thì mình chú ý cho em ha ngày hôm nay công thương khá là tốt đấy ngày hôm nay lực bán lớn nhưng mà giá lại không giảm này nhưng mình có hàng chú ý thêm cho em mốc 32 luôn à, đã giữ tới đây rồi thì chú ý cho em mốc 32 luôn tiếp theo là với uh, STB này STB thì khả năng cao về test đáy cũ luôn rồi ngày hôm trước em nói tới đây cũ tầm 27 à, thì với cái lực bán này ngày hôm nay giá đóng cửa vẫn thấp nhất ngày thì ngày mai khả năng cao có thể về luôn tầm 26 đó À, với chị nào hiện tại mà tao nói nhảm trước khi mà uh, STB nó thủng cái vùng hỗ trợ 30 là chị nên bán rồi nhưng mà nếu hiện tại chị vẫn còn cầm đó nha hay là chị còn kẹp khi mà mua tay 3 về thì chú ý cho em mất hỗ trợ dưới này không hỗ trợ tầm 26 chấm ít à, mà xem sẽ phở ngày mai thế nào nếu mà ngày mai vẫn tiếp tục đồng phiên giảm nhưng mà khối lượng nó giảm đi thì cũng tốt à, giảm đi thì vẫn ổn giảm đi xây hôm nay nha Còn không nếu mà ngày mai đầu phiên giảm đầu phiên mở gáp xuống nhưng mà sau đó có khối lượng lớn gia nhập vào ví dụ như cái cái đó này nè như cái đó mà có khối lượng lớn gia nhập vào hấp tụ vào thì cái đó mình sẽ có nhắc để mình tham dự thì nè, giống như cái nến này. Đây trước đó là một cái đà bản đúng không? Thì khi xuất hiện một cây nến mở gáp ra thì giống cái đó này nè. Thì nó có sự gia tăng về khối lượng. Thì khi đó ở giai đoạn sau đó nó mới có thể cân bằng. Nên mới có thể kỳ vọng đi lên được tiếp. Rồi chúng ta là với liên việt này. À, cái vùng hỗ trợ quanh 26 Ngày hôm nay thì cái vùng kháng cự quanh 26 thì nó không vượt qua được. Thì ngày hôm nay tiếp tục test ở đáy cũ quanh tầm là 22.x. Thì khả năng cao có thể về là cái vùng đáy dưới này luôn là vùng giá tầm 24.4 trong phiên ngày mai ngày 24 trong phiên ngày mai ngày hôm nay thì đa phần lực bán đã giảm rất nhiều rồi chỉ có thể là ngày hôm nay đa phần những người bán là những nhà tư cá nhân là thiên và nhà tư cá nhân nhiều hơn và nhưng mà nó vẫn chưa đủ lực tức là vẫn chưa cho thấy được cái sự cạn cung à, nên nó vẫn cần test lại thêm một vài lần nữa nhưng vậy các bạn thì mình chú ý cho em mất hỗ trợ dưới đó à, lên qua tầm 21.3 à, nên chị nên xác định cho em nha nếu chị là dạng đầu cơ anh chị là nhà đầu cơ thì chị xác định cho em cái vị thế này là chị phải bán ở trên này rồi bán khi mà là thứ nhất là mở gáp ra cây nó này hoặc là bán khi mà nó thùng hỗ trợ dưới này có thể anh chị bán chấp nhận mức lỗ là thành bốn năm phần trăm nhưng về các bạn nếu chỉ chị là nhà đầu cơ thì chị phải bán còn nếu chị xác định là à bây giờ nắm giữ lâu dài với cổ phiếu này cổ phiếu này là cổ phiếu mà anh chị nắm giữ lâu dài đầu đầu tư đó. thì đầu tư thứ nhất là không nên dùng machine cái thứ hai đầu tư là nên đánh giá vào doanh nghiệp nhiều hơn là giá cổ phiếu Để khi nào mà thị giá mà thấp hơn là giá cổ phiếu của doanh nghiệp thì à, cái giá trị doanh nghiệp thì khi đó anh chị lại vui thôi anh chị đừng mua được hàng giá rẻ à, nên cái việc xác định vai trò khi tham gia thị trường rất quan trọng mà khoảng 90 phần trăm nhà đầu tư ở Việt Nam mà tham gia và thậm chí là 95 phần là nhà đầu cơ Vậy tức là người ta sẽ phụ thuộc rất là nhiều về bí mật thị trường, à, nên chị thấy được là thị trường mình cũng bí mật rất là lớn. cũng những nhà đầu tư thì thường người ta lại không theo dõi bản điện, người ta không theo dõi cái đồ thị nhiều, vẫn có nhưng mà không nhiều thôi. À, nhưng người ta chú ý nhiều hơn tới doanh nghiệp. Tức là sự thay đổi của dịch bệnh ảnh hưởng thế nào tới doanh nghiệp, ảnh à, hưởng như thế nào tới doanh nghiệp để người ta đánh giá xem là người ta nắm giữ cổ phiếu này hay không, triển vọng còn hay không, nhiều vậy. Nên chị hãy nhớ cho em nha. Nếu tức là với thép thì em nghĩ là thép thứ nhất là về câu chuyện hòa phát đi, nam kim này. Nam Kim ngày hôm nay mặc dù là chi cổ tức giá điều chỉnh giảm đầu phiên tăng lên hơn 4% này, thì cái nhịp kéo đầu phiên hơn 4% thì cũng cho một số anh chị trong nhóm chốt ra. Tại đây chốt ra để làm gì? Đối với em thì Nam Kim chốt ra thì em canh mua lại thôi. À, em sẽ thích em khá là thích cổ phiếu này, nhưng mà nhìn chung thì với thị trường chung, chung thế này thì mình cần chú ý nhiều hơn. Rồi à, em nghĩ là ngành thép thì có thể là một ngành mình chú ý được ở giai đoạn sau này. Thép thì gọi là một trong những nhóm ngành mà được xem hay là ví dụ như là Nam Kim hay là Hoa Sen đi ở trong cái giai đoạn dịch vừa rồi thì mặc dù là cái cái nhu cầu về nội địa nó giảm đi nhưng mà cái nhu cầu về xuất khẩu của nó, cái sản lượng xuất khẩu của nó hai doanh nghiệp thì vẫn đứng đầu, vẫn đứng đầu, đây vẫn được hưởng lợi rất nhiều và nó bù lại cái phần về trên lệch giá ví dụ như cái biên lợi nhuận gợp của anh chị ở thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu rất lớn, sẽ bù lại cái phần vì chúng ta bị thiệt hại do cái vấn đề dịch Covid, cái nhu cầu nội địa giảm đi, và thép thì nó bị nó nhờ phần lớn là nhờ câu chuyện về giá thép rồi, và cái thứ hai là câu chuyện sắp tới có thể liên quan tới việc là được hưởng lợi từ đầu tư công khi mà thị trường nó sau dịch, nó sau dịch. Để nên mình có thể chú ý nhóm này mà nhóm này thì à, riêng hòa phát thì do là nhà tư đeo bám nó nhiều quá à, cái đó ngày hôm nay cũng tương đối nhưng mà hòa phát thì nó về nền có thể là lo, lanh quanh tầm là 46 thôi 46 ít là mình chú ý cái nền đó cho em à, nếu mà có giá thành 45 46 là khá là đẹp cái cổ phiếu này em nghĩ là triển vọng là vẫn còn nhưng mà có thể là gì trong ngắn hạn thì nó sẽ có sự chiết khấu về giá thôi nên mình chú ý cho em những cái mốc hỗ trợ phía dưới đó. như nam kim thì em vẫn uh, chờ mốc tầm uh, 31.5 31.5 để em theo dõi này cổ phiếu em vừa chốt ra giá cao ngày hôm nay năm kim thì em mua được giá khá là tốt cho đoạn trước đó bởi vì thật ra thì đây là một cổ phiếu mà em đã em đã theo dõi rất là lâu và thường thì những cổ phiếu mà em cho tham gia thì em thường thông qua yếu tố cơ bản nhiều và vẫn có kết hợp kỹ thuật nhưng mà cơ bản đó với em nó vẫn là thiết yếu và doanh nghiệp thật sự muốn tăng giá thì phải có cơ bản cái đã à, phải có cơ bản tốt cái đã còn những cổ phiếu mà đầu cơ lướt sóng dạng như là những cổ phiếu mà bao cung ấy thì em thì em lại không có khẩu vị tham gia nhiều bởi vì đối với em thì nó khi mà chị đầu tư bởi đó thì nó không ai là giá trị không ai là giá trị quá nhiều đâu chúng ta là với uh, SMC thì SMC cũng đang test về hỗ trợ dưới này khả năng cao là quanh 42 ha, à, khả năng cao quanh 42 rồi 42 là hỗ trợ mạnh của nó đó. nếu anh chị này hiện tại có hàng thì có thể chờ cái dịp hầu ở tầm 42 đó. nó sẽ bật lên lại à, còn nhìn chung cơ bản mà khi mà cổ phiếu đánh lại hai đỉnh ngày hôm trước đó, thì tôi nói xấu ngày tôi nói là xấu rồi ngày hôm trước đánh hai đỉnh đó. rồi chúng ta là với uh, bất động sản thì chỉ cần chú ý cho em đa phần cổ phiếu bất động sản đó, đều có cái trạng thái là gì đã tăng nóng trước đó nhưng mà lợi thế của nó là gì nó có đền dài hai đô ngày hôm nay cũng giảm sâu này DIG cơ Natalia này là 55 ngày nay cũng dập sâu. Thì chị chú ý cho em cái nền dài của nó thì đa phần cổ phiếu mà khi mà thủng xuống test nền dài đó, đó là cơ hội để chị đánh giá xem là cổ phiếu có khỏe hay không. DIG đi. rồi đi. chị thấy cái nền dài nó không? Đây cái nền rất là dài. Thì mà test lại là quan tâm là 31 này, 31.2 này có thể chú ý được ví dụ vậy. Năm năm từ lim. Thì đâu đó quan tâm là hỗ trợ dưới này bây giờ 30.2, 30.2 của vùng hỗ trợ của nó là Fibonacci nè. Hay này mới tệ hơn thì về lại hỗ trợ em 50 ở đây là quanh tầm 28 chấm 4 28 5 nhưng về cơ bản thì nó có nền dài thì khi mà về nền dài này đó, đó là cái trạng thái hỗ trợ tốt cái giá cổ phiếu nó giống như con xe mà cái đoạn này nè anh chị thấy giảm ra sâu không nó giảm ra sâu nó giảm về tận cái vùng giá dưới này nó cận cái nền của nó nhưng mà khi nó có nền dài á thì cái lượng cầu bắt ở đó lớn ai à, cái lượng cầu bắt ở đó rất là lớn mà sao nó kéo lên tiếp à, ví dụ vậy thì anh chú ý cho em với các cổ phiếu bất động sản thì có nền dài à, có thể cân nhắc được nếu mà điều chỉnh tốt và cân bằng lại với cái mức khối lượng ở duy trì ở mức tương đối thì kỳ vọng giai đoạn sau đó ấy mình rồi có thể tham gia được với nhóm này tất nhiên là nhóm này thì nó được kỳ vọng là hưởng lợi sau dịch nhiều hơn dịch mà kéo dài quá thì khó nhóm này được hưởng lợi nhiều với cái vấn đề về lãi suất được ưu đãi về lãi suất cũng như là cái cái mặt hàng về bất động sản thì nó cũng có đặc trưng riêng à, có đặc trưng riêng mà nếu mà lãi suất thấp thì nhiều uh, cá nhân uh, thì người ta cũng sẽ có nhu cầu mua nhà như mua nhà trả góp như vậy anh chị ha rồi đối với em thì đối với NTL hay là các cổ phiếu bất động sản thì chú ý cho em cái quá trình mà đã hình thành cân bằng lại thôi à, đặc biệt là quá trình mà nó quay về nền ở phía dưới này à, là quan tâm là 28 ngày 19 là như thế này nè tiếp theo là với một số cổ phiếu đó với em thấy DG cái thân anh quan tầm là 30 31 là đẹp rồi nhưng mà có giá đó thì có thể cần cân nhắc được rồi Chúng à, tiếp theo là với một số cổ phiếu khác ở các nhớ ví dụ như là dầu khí này dầu khí dạo này kể khá là sâu như BVS bsr, VD Đấy, đa phần được sâu sau là chỉ là BVT thì chị chú ý cho em một điều là đa phần nhóm này á, thì nó bị phụ thuộc nhiều bởi tâm lý nhà đầu tư tức là tâm lý nhà đầu tư ở đây thuộc dạng đầu cơ rất là cao Vậy nếu mà trước đó mà giá dầu nó giảm thì anh chị thấy được thị trường giảm mà giá dầu giảm nữa thì lại kéo nhau gì người ta đua nhau người ta bán nếu như bây giờ dầu đang tăng này chị thấy dầu bây giờ đang tăng chúng ta xem đây à, dầu đang tăng ba phần trăm nó kéo về tầm là sáu bảy đô Brent dầu Brent là sáu bảy đô tăng ba phần trăm thì ngày mai anh chị anh chị thấy là, là người ta lại lao vào mua nhưng mà nếu mà ngày mai mà lao thì mua giá không tăng thì khả năng cao lại rơi tiếp thôi về câu chuyện là bây giờ cung nó quá lớn rồi cung lớn thế này là cho thấy được cái lượng kẹp hàng ở trên này, là nhiều này thì với cái lượng kẹp hàng nhiều trên này á, thì chị cần chú ý thêm nên cần chú ý thêm rất là khó để đánh rất là khó À, khi nào mà giống như đây thôi khi nào mà rủ hết được cái lượng trên này à, khi nào mà rủ hết được cái lượng ở đây thì nó sẽ kéo tiếp được à, giờ sau đó bị cái lượng cổ phiếu dầu khí thì cái nào từ cá nhân để bám nó quá nhiều đi còn với doanh nghiệp dầu khí thì em nghĩ là cái cái tốc độ tăng trưởng của nó có thể nói doanh nghiệp như là được hưởng lợi về cái hạng nguồn đi hay như là gas này hay như là âu này hay như là bsr thì có thể là vẫn à, khá là ổn à, một số doanh nghiệp à, ví dụ như là thượng nguồn như là bvd bvs thì nó bị cái ảnh hưởng rất là nhiều bởi dịch bệnh tức là khi mà dịch bệnh kéo dài thì nhiều dự án của nó cũng sẽ bị trì trệ à, bị trì trệ trở lại à, thì chị chú ý thêm cho em thôi đó là một số những nhóm mà chúng ta đi qua sơ lược bốn nhóm chính cũng như là về nhóm Big cá thì ngày hôm nay chỉ có cảng biển ah này trên à, đẹp này nhưng mà chị chú ý cho em là bây giờ hạn chế mở mua mới nha như anh chị thấy ngày hôm nay các cổ phiếu nào xanh lao và mua thì không hay đâu bởi vì đôi khi đi ngược thị trường nó cũng không phải là một cái hay à, những cổ phiếu đi ngược thị trường mà em kỳ vọng là chỉ là giữ giá thôi ví dụ như là say lại ngược thị trường thì ổn à, còn mà đi ngược lại mà tăng ngược thị trường thì đó rất khó em một đội lái mà họ không ngoan thì rất là ít khi nào mà họ đi ngược lại thị trường bởi vì khi mà đi ngược thị trường họ sẽ tốn rất nhiều tiền cực kỳ tốn nhiều tiền luôn bởi cái lượng chốt lời cho chị là, là lượng nhà tư cá nhân mà họ chốt lời cái đầu mình em nói về các bạn khi mà họ tạo cái niềm tin khi mà họ tạo cái tâm lý nhau tư mà cổ phiếu này nó tốt cổ phiếu này nó khỏe họ đi bia ở các room thì cái đó chị cần phải cẩn trọng mới cần phải cẩn trọng và giống như chứng khoán mà em nói thôi nếu mà dự giá quá lâu cho chị mua với giá thấp thì nó không phải là tốt đâu à, không phải là tốt ha rồi đó là một số cổ phiếu cũng như là một số cái chia sẻ của các em về thị trường thì à, nhìn chung thì quan trọng nhất vẫn là gì cái danh mục của anh chị như thế nào thôi thị trường tăng giảm nhưng quan trọng là cái tài khoản anh chị như thế nào hay à, thì chị có thể cân đối lại nếu chị nào mà hiện tại có nhu cầu cơ cấu á, thì chị có thể các bạn zalo với em à, thì sẽ hỗ trợ chị hoặc là anh chị cứ tham gia cái room này nè à, tham gia cái room cộng đồng ở dưới này nè trong cái đều cái room cộng đồng thì chị vào đây thì sẽ có admin à, chia sẻ cho anh chị cũng như là hỗ trợ anh chị về các cái mã cổ phiếu còn nếu chị nào muốn tham gia được khách hàng của em thì có thể kết bạn zalo với em là kết bạn zalo với trợ lý của em à, để được hỗ trợ ha À, thì anh chị đọc xem video thấy hữu ích có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, Nếu anh chị thấy hay có thể để lại một bình luận, hoặc để lại các cổ phiếu mà anh chị quan tâm Thì sẽ giải đáp cho anh chị thông qua cái kênh uh, comment này Nên Cảm ơn anh chị rất là nhiều, xin chào Hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp và chúc anh chị buổi tối tốt lành